bây giờ tôi sống với lại mẹ và đưa em Tê với lại em Giao, nhưng mà trời chẳng làm được cái việc gì. Tự nhiên em nhận quà rất cảm ơn. Thì trong cái thời gian vừa qua thì bị chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thì người dân trên cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng thì cũng chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Trong đó thì cái đối tượng là người lao động tự do, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó thì thành đoàn cũng kêu gọi vận động nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị để mà cùng hỗ trợ đến cho bà con nhân dân, đặc biệt là những hộ khó khăn và những thanh niên công nhân mất việc trong cái thời gian vừa rồi. Thì cũng xin được trân trọng cảm ơn cái chương trình Sài Gòn Tham nối vòng tay lớn, cũng đã kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng đồng hành để mà cùng với cả nước để chung tay đẩy lùi cái dịch bệnh Covid. Công ty tài chính Miraset thì cũng có một số phần quà để gửi đến các người dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Thì qua đây thì em cũng xin cảm ơn thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức cái chương trình gây quỹ, và cũng xin cảm ơn đại diện của ban tổ chức là Sài Gòn Tham đã có những cái lời kêu gọi. Chung là trước đây tôi cũng đi làm công lao động, làm ai kêu gì làm nấy. Rồi hôm dịch đến giờ này nói chung cũng công việc cũng đình trệ, không có công ăn việc làm. Nói chung là cái phần quà này của quý mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình tôi là rất là cái gì là cảm ơn với các quý vị. Trước hết thì phải nói là thay mặt cho Hiệp hội Du lịch Quảng Nam rất là cảm ơn Thời báo đã nghĩ đến và đã quan tâm đến bà con lao động Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng. Thì các bạn biết đấy, dịch thì ảnh hưởng rất là lớn mọi ngành, mọi nghề. Nhưng đặc biệt với Quảng Nam và nhất là Hội An thì rất là thương bà con và các em, các cháu mà làm lao động trong ngành du lịch. Thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể là bình thường các em đi làm thu nhập nó ổn định, thậm chí dâu ra chút đỉnh, nhưng mà khi dịch bệnh thì tất nhiên phải nghỉ việc. Thì tất nhiên có những sự ủng hộ này kia, nhưng mà phải nói tôi nghĩ rằng rất là khó khăn. Bởi vì bà con cũng như đặc biệt là các em các cháu mà lao động cho ngành du lịch ấy, thì cũng phải dựa vô cái hàng tháng dựa vào đồng lương của mình. Nhưng mà đã không có thu nhập thì rơi vào hoàn cảnh khó khăn là không thể tránh khỏi. Cho nên tôi nghĩ những cái sự giúp đỡ của các cái tổ chức xã hội, các tổ chức từ thiện, và như hôm nay là tổ chức của Thời báo của mình, tôi nghĩ những cái phần quà nhiều ít tôi chưa nói, nhưng đó là những cái tình cảm tôi nghĩ rất là đặc biệt và thấm đẫm cái tình người, và tôi nghĩ cũng là một cái để xoa dịu và góp đỡ phần nào để cho bà con, và đặc biệt những người lao động nghèo, lao động thu nhập từ chủ yếu là hoạt động du lịch, để mà bồi đắp cái điều gì mà đang rất là gay gò đối với bà con các anh.